nhà lên này chị Ngọc ơi. Cái này lên máy gì ấy? Cái máy này máy bắn cút. Thank you.
qua nhà ông nữa. Em uống rồi kia rồi lán rồi. Em chuyển cái nhà này lên hay dựng nhà mới? Chuyển cái này lên thôi, ẩm ướt lắm. Chuyển bây giờ phải đi đo cơ. Đi đo xong là mới biết làm cái mố mai thì cái cột bê tông này nó mới chắc. Máy này máy gì ấy? Cái máy này máy bắn cốt, tí bắn, bây giờ đi đo cái nhà này. Bỏ thêm em đi lấy cây đấy, sáu cây, sáu bảy cây em lắp cái máy. Ngắn hay dài anh? 8, 9, 10 phần đấy. Cái này cắt đôi, cắt đôi đây.
xanh xanh ấy. Chỗ này à? Đấy đấy đấy. Cơm với em đã làm nó mẹ ăn. Thì hôm nào đồng thủ đó, anh bây giờ đi công trường. Đi công trường. Họ đang làm. Chưa xong à? Ừ. Mấy tháng. Tao ở đây nhé. Thời gian mình lúc nào mình đi.